Chiều ngày 28 tháng 4 2024, Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên quận 4 cùng Quý Mạnh Thường Quân thành phố Hồ Chí Minh có chuyến thiện nguyện giọt nước nghĩa tình đến với người dân tại huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Đoàn do Thượng tọa Thích Minh Phú, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó Ban Từ thiện Xã hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn, tại xã Long Hữu Tây, Long Hữu Đông trao tặng 800 bình nước uống, 400 thùng nhựa chứa nước và các nhu yếu phẩm khác do gia đình Phật tử Lễ Bửu ở thành phố Hồ Chí Minh và gia đình Phật tử Lương Ngọc Tuấn tại Hoa Kỳ tài trợ với tổng kinh phí 200 triệu đồng. Với tình hình thời tiết nắng nóng vẫn đang kéo dài dẫn tới tình trạng khô hạn, xâm nhập mặn và thiếu nước đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày và lao động sản xuất tại các tỉnh miền Tây, đồng cảm với những khó khăn và người dân vùng đồng bằng sông Cửu Long đang phải đối mặt. Nhiều ngày qua, những chuyến xe mang những giọt nước nghĩa tình được bắt gặp trên khắp các tuyến đường đi qua các tỉnh thành. Hôm nay, đoàn đã đến khu vực huyện Cần Đước, tỉnh Long An để trao tặng đến tận tay bà con. Đây là việc làm ý nghĩa nhằm chung tay san sẻ bớt khó khăn với người dân vùng hạn mặn. Công tác thiện nguyện mang tính nhân văn sẽ luôn được sự quan tâm của Quý Mạnh Thường Quân, nhà hảo tâm, hỗ trợ tích cực, giúp cho mọi người vượt qua thời khắc khắc nghiệt của thời tiết.